chiếc xe gì đây các bạn? Có chiếc xe này nha. Wow các bạn ơi. Wow các bạn. Wow bạn. Wow. Gì đây các bạn? Wow. Đây mình thấy có hộp gì nè. Wow các bạn. Đây mở ra các bạn. Ôi các bạn ơi gì đây các bạn? Nè đúng rồi các bạn ơi. Nè đây là cái bồn cầu nữa các bạn. Cameraman đây nha. Wow các khám phá rất là nhiều xe công. Wow. Chiếc xe gì đây? Wow các bạn ơi. Đây các bạn. Wow. Đây. Ôi các bạn ơi. Đâu ơi. Đừng chiếc xe của mình kìa các bạn ơi. Đâu. Ôi nó là hello. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi với mình nha. Wow các bạn ơi, đây có chiếc xe gì đây các bạn? Đây là chiếc xe container nữa các bạn ơi. Xe container chở theo hai chiếc xe cảnh sát. Một chiếc nè, hai chiếc nè. Wow, đây là chiếc xe mô tô cảnh sát nè các bạn ơi. Chiếc xe container này màu gì các bạn? Đúng rồi, xe container này màu vàng nha các bạn. Chở theo xe ô tô. Một chiếc nè, hai chiếc nè. Rồi gài cái này rồi, xe mô tô nè các bạn ơi. Wow, xe container này đẹp quá các bạn ơi. Nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ khám phá chiếc xe này nha. Wow, các bạn ơi, đây là xe gì đây các bạn? Đúng rồi, đây là xe container, có cái cabin màu vàng. Đây là vô lăng nè các bạn ơi. Xe có biển số xe là 8878C nha. Cái móc kéo màu gì các bạn? Đúng rồi, móc kéo màu đỏ. Ở trên này có một chiếc xe màu đỏ, hai chiếc xe nè, ba chiếc xe nè các bạn. Đó, xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên này. Có cái hộp gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, một hộp xe container xíu xịn sò luôn nè các bạn. Chở theo một chiếc xe ô tô, chở theo một chiếc máy bay trực thăng màu đỏ nha các bạn. Tiếp theo các bạn ơi. Wow, đây là một chiếc xe ô tô chở theo một chiếc xe jeep nè các bạn ơi. Xe jeep màu xanh nước biển nha các bạn. Rồi chiếc xe ô tô này màu vàng. Đây chỗ cho tài xế ngồi lái xe nè các bạn. Wow, còn đây nè các bạn ơi. Ở dưới này có một chiếc xe mô tô nữa nè các bạn. Xe này xe màu đỏ nha. Ồ, ở đây có một chiếc xe ô tô nữa nè các bạn ơi. Wow, cái đầu container màu xanh nước biển nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Thiết kế như một con robot luôn các bạn. Đó, chiến binh của chúng ta. Ồ, đây là ống khói nè các bạn. Đây là còi xe nè. Wow, nè. Phía trước chúng ta có hộp gì đây các bạn? Wow. Các bạn ơi, đây là hộp xe gì đây các bạn? À, đây là chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Nè, hai chú cảnh sát nè bạn. Xe có biển số xe là 899 nha. Còn đây là cái đèn xe cảnh sát nè các bạn. Ồ, xe police nè các bạn. Dưới này chở theo hai chiếc xe nè các bạn. Wow, hai chiếc xe màu xanh nước biển nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Chạy xe lên nè các bạn. Đó. Rồi chạy chiếc xe này lên luôn. Rồi gài cái này lại các bạn. Bạn ơi, xe này chở theo một chiếc xe lửa màu vàng nè các bạn. Thêm một chiếc xe lửa màu xanh nước biển rồi nè các bạn. Đó, các bạn ơi. Ở bên này chúng ta có hộp gì nữa các bạn? Wow. Đây là chiếc xe ủi cát màu xanh lá cây phải không các bạn? Rồi, còn đây là chiếc xe ô tô nè các bạn ơi. Xe ô tô này chở theo chiếc xe ủi cát đó các bạn. Nhìn đẹp chưa nè các bạn? Rồi, các bạn ơi, ở bên này có chiếc xe gì nè các bạn? Wow. À, đây chiếc xe container nè. Đó, cabin màu xanh nước biển nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đây là cái ống khói màu xám nè. Chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè các bạn. Ý các bạn ơi, đây là hai chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, chạy qua đây nha các bạn. Các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Wow. Đây là chiếc máy bay trực thăng nè các bạn. Đó, chiếc máy bay trực thăng này còn có một cánh thôi à. Rồi, còn đây nè các bạn. Wow, đây là bảng xe của chúng ta nè các bạn, xe container nha. Ở dưới này chở theo hai chiếc xe ô tô nữa nè các bạn. Một chiếc xe màu vàng, một chiếc xe màu đỏ nè. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, còn đây là chiếc xe gì đây các bạn? À, đây là chiếc xe buýt cảnh sát nè. Nhiều xe quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây nha. Các bạn ơi, đây mình thấy có hộp gì nè các bạn? Wow, các bạn ơi. Đây là chiếc xe gì đây các bạn? À, đây là xe cẩu mút cát nè các bạn. Còn đây là xe gì đây các bạn? À, xe ben là chiếc xe của chúng ta, nhìn ngầu chưa nè, rất là nhọn luôn nha các bạn. Ở dưới này chở theo rất là nhiều xe đua nè các bạn. Đó, chiếc xe đua. Rồi, đi qua đây nào. Ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Đây, để mình lấy coi các bạn. Wow. Đây là một chiếc xe gì đây? Wow, đây là chiếc xe container nè các bạn ơi. Cái thùng hàng nè các bạn. Đó, còn cái đầu công nè. Wow, xe này nhìn rất là ngầu luôn. Các bạn nhìn thấy xe này đẹp không các bạn? Rồi, để bây giờ mình coi trong cái thùng này có chứa gì không nha các bạn. Đây, mở ra các bạn. Ôi, các bạn ơi. Ở trong này mình thấy có gì nè các bạn ơi. Nè. Mình thấy có cái đầu gì nè các bạn. Cái đầu gì đây? Rồi, còn đây có cái cây gì nữa nè các bạn. Nè. Hình như là đây là cái đầu của con Beetlejuice nè các bạn. Ủa, còn đây là gì đây các bạn? Nè, đúng rồi các bạn ơi. Nè, đây là cái bồn cầu nè các bạn. Wow. Vậy đây là con Beetlejuice đó các bạn. Để chút mình ráp nó lại nha. Rồi, còn này gì các bạn? Wow, các bạn ơi. Các bạn ơi. Như đây là con cameraman nè các bạn. Wow, cameraman các bạn ơi. Ở trong này còn gì nữa các bạn? Ồ, đây là những cái bộ phận của con cameraman nè các bạn. Gì đây các bạn? À, đây là cái tua vít nè các bạn. Để chúng ta có thể sửa chữa xe đó các bạn. Ở cái nắp, gỡ cái đầu cong này ra nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy hay chưa các bạn ơi? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp Lego Kibistolet này lại nha các bạn. Rồi lấy cái đầu của Kibistolet nè các bạn, mình sẽ lắp ráp vô đây nha. Đây gắn này nè các bạn. Ok, xong rồi nè. Đó, mình đã gắn cái mặt Kibistolet xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái đầu vô cái bồn cầu nha các bạn. Đó, xong rồi nè các bạn. Đó, mình đã lắp ráp xong con Kibistolet, nhìn ngầu chưa nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa chữa lại con cameraman này nha các bạn. Cameraman này đang bị xúc cái camera nè các bạn. Gắn cái camera ở đây nè các bạn ơi. Đây. Ok, xong rồi nè các bạn. Đó, đưa cái camera lên rồi nha. Wow. Đây là cái
tay của cameraman nè các bạn. Tay cameraman mình sẽ lắp bên này nè các bạn. Đây rồi. Ok xong rồi nè các bạn. Wow, một con cameraman. Cameraman đây nha các bạn. Wow, tiếp tục đi lên đây nào các bạn ơi. Wow các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Wow 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 các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe gì đây các bạn? Ồ các bạn ơi, đây là chiếc xe lúc lắc nè các bạn. A60H nè các bạn ơi. Có cái thùng ben nè các bạn. Đó, cái bít tông nè các bạn, thấy nhìn ngầu chưa? Rồi bên này nè các bạn, có cầu thang leo lên nè. Đó để chúng ta lái xe trong này các bạn. Có các bạn thấy vô lăng ở trong này không? Có xe này rất là xịn luôn nha các bạn. Đi qua đây nào các bạn ơi, ở đây mình thấy có gì nè các bạn. Wow 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 wow, cái đây là một chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Ồ, chiếc xe thang cứu hỏa nè. Đây là cái chỗ cho chúng ta ngồi chữa cháy đó các bạn. Đây là cái đèn xe nè các bạn. Chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nha các bạn. Ô, xe này có biển số xe là 112A nha các bạn. Wow, xe rất đẹp các bạn ơi. Này chúng ta có thể xoay bệ cẩu nè các bạn. Để chiếc xe đây nha các bạn. Tiếp tục đi qua đây nào các bạn ơi. Ui các bạn ơi, bên này còn xe nè các bạn. Wow, hôm nay chúng ta khám phá rất là nhiều xe container luôn nè các bạn ơi. Chiếc xe container này nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Xe container màu vàng nha. Ở dưới này chở theo xe nữa nè các bạn. Đây, để mình đổ ra cho bạn cùng xem nha. Đó, một chiếc xe nè, hai chiếc xe nè, ba chiếc xe nè, bốn chiếc xe nè, năm chiếc xe nè, sáu chiếc xe nè. Đẹp chưa các bạn? Rồi, rồi bây giờ mình sẽ cho xe chạy lên nha các bạn. Đó, một chiếc xe màu đỏ chạy vô nè. Một chiếc xe màu xanh nước biển nè, chạy vô nè. Đi một chiếc xe màu xanh nước biển nè, chạy vô nè các bạn. Gài cái này lên nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một chiếc xe lên nè, hai chiếc xe lên nè, ba chiếc xe lên nè. Đó, xe container dài chưa các bạn ơi? Thiếu xịn sò luôn nha các bạn. Đi qua đây các bạn. Ô các bạn ơi, ở đây có hộp gì nè các bạn? Wow 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 các bạn ơi. Một hộp xe container nữa nè các bạn. Wow, xe container màu vàng nha các bạn. Ô, xe này có biển số xe là 268-8305 nha các bạn. Đó, rất đẹp luôn các bạn. Cái còi xe màu trắng nè các bạn. Wow, còn đây nè các bạn. Ui, dưới này có chiếc xe nữa đây. Mình đổ các bạn. Đây đây nè. Có hai chiếc xe nữa các bạn ơi. Một chiếc xe màu đỏ nè, một chiếc xe màu vàng nè, một chiếc xe màu xanh lá cây nè, một chiếc xe màu xanh nước biển nè. Wow, rất đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một chiếc xe chạy vô nữa các bạn. Một chiếc xe chạy vô nữa các bạn. Cài cái này lên các bạn ơi. Rồi bây giờ cho một chiếc xe màu xanh nước biển lên nè, một chiếc xe màu vàng lên nữa các bạn. Wow, xe đẹp chưa các bạn ơi. Wow. Rồi các bạn ơi, ở trên này có chiếc xe gì đây các bạn? Wow 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 các bạn ơi. Đây là xe gì đây các bạn? Ô các bạn ơi, đây là bạn xe poly nè. Bạn nó đang đội cái nón màu đỏ nè các bạn. Ô cái thân xe màu xanh nước biển nha. Rồi chở theo một chiếc xe này xe lưu nè các bạn. Chiếc xe lưu này nhìn cũng rất là ngầu luôn nha các bạn. Chạy lên đây nè các bạn. Wow. Rồi đi qua đây nào các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow wow wow, chiếc xe gì đây các bạn ơi? Ô các bạn ơi, đây là xe cảnh sát bắt tội phạm nha. Có biển số xe là 1968 nha các bạn. Đó, xe rất là đẹp luôn nè các bạn. Đó, chúng ta sẽ nhốt tội phạm trong này nè. Cái cửa này nè các bạn. Đó, mở cửa ra nha. Chúng ta sẽ nhốt tội phạm vô nè các bạn. Đó, nhốt tội phạm vô nha. Đó, rồi đóng cửa lại nè. Đó, hay chưa các bạn ơi? Nè, đây là đèn xe nè các bạn. Win, win, win. Wow, xe chạy qua đây làm gì đây các bạn ơi? Đi nè các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe gì đây các bạn? Wow 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 wow. Đây là một chiếc xe cậu mút cát nè các bạn. Đó, chiếc xe cậu mút cát nhìn đẹp chưa các bạn ơi? Xe cậu mút cát màu xanh nước biển đó các bạn. Rồi còn đây là xe ô tô chở theo xe cậu mút cát nè các bạn. Ồ, rất là đẹp luôn ha. Các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì nè các bạn? Wow 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 wow. Các bạn ơi, đây là xe gì đây các bạn? À, một chiếc xe cậu mút cát màu vàng đó nè các bạn. Ủa còn đây là xe container nè các bạn ơi. Wow, chiếc xe container trộn bê tông các bạn. Kéo theo móc kéo nè các bạn. Ồ, xe này xịn nha các bạn. Cái đầu cong nè các bạn. Wow, rất là nhọn luôn ha các bạn ha. Các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì đây các bạn? Wow 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 các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở trái cây nè các bạn ơi. Đó, trong này chở rất là nhiều trái luôn nha. Đó các bạn nhìn nè, đây là trái dâu nè, đây là trái chuối nè, rồi đây là trái chanh nè, đây là trái cà tím nè. Wow, chiếc xe chở thú này nhìn rất là đẹp luôn ha các bạn. Wow các bạn ơi, ở trên này có chiếc xe này xe gì đây các bạn? Wow 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 các bạn ơi, đây là xe ô tô chở, đây là xe móc cẩu nè các bạn. Đây mình móc cẩu nè các bạn. Wow các bạn thấy hay chưa? Móc cẩu đó các bạn. Đây là chiếc xe ô tô chở, trong này có một chiếc xe gì nữa nè các bạn? Rồi còn đây, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Đây là chiếc xe cặp đá đó các bạn nè, các bạn nhìn nè. Cặp nguyên cái trái chanh luôn các bạn ơi. Wow, hay chưa các bạn? Xe rất là hay luôn ha. Rồi các bạn ơi, ở bên này, bên này, bên này, bên này. Chiếc xe này xe gì đây các bạn? Wow, các bạn ơi, đây là chiếc xe container nữa các bạn. Cái đầu container màu xanh nước biển nhìn đẹp chưa nè, chở theo 1 2 3 4 5 6 7 8. Wow, 8 chiếc xe ô tô cảnh sát luôn các bạn. Xe rất đẹp luôn các bạn. Có hai cái móc kéo luôn các bạn không? Nè, một cái móc kéo nè, thêm một cái móc kéo nè. Đó, rồi đây là cái đầu kéo nè bạn. Wow, xe xịn ha các bạn. Còn đây các bạn ơi, đây có hộp gì đây? Ô, các bạn ơi, chiếc xe này chiếc xe xúc lật nè các bạn. Này có kéo theo cái móc kéo nè bạn. Cái móc kéo này chúng ta có thể chở trái cây nè các bạn. Đó, mình chở trái cây nè. Rồi mình bỏ hai cái trái lên luôn các bạn. Wow, bỏ chiếc xe lên luôn các bạn ơi. Wow, kéo theo được rất là nhiều thứ luôn ha các bạn ha. Bạn ơi, phía trước chúng ta có hộp gì nè các bạn? Wow, một chiếc xe cần cẩu luôn bạn ơi. Cần cẩu điều khiển nè. Bây giờ mình mở ra coi các bạn. Đây đây đây, mở đây các bạn ơi. Nè 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 nè. Wow các bạn ơi, chiếc xe cậu muốn cát nè các bạn. Đó, ô ngầu quá các bạn ơi nè. Ô có cả cái đồ điều khiển nữa nè các bạn. Wow, xe cậu muốn cát này xịn nha các bạn nè. Có cậu muốn cát màu đen nha. Cái cần cẩu á là màu vàng nè các bạn. Bệ cẩu màu vàng luôn. Ô đây là dây bánh xích nè các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Để mình coi coi xe này có chỗ khởi động không. Nè nè, có chỗ này khởi động lên nè các bạn. Wow, rồi bây giờ mình lấy cái này nè các bạn. Đây là cái đồ điều khiển nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấn cái nút nào ta? À, cái nút này nè các bạn.
Ô các bạn ơi, mình connect chiếc xe vô nó giật cái các bạn ơi. Này nhìn nè các bạn. Đó, xe hoạt động đó các bạn. Rồi bây giờ mình bấm cái nút này thử các bạn. Ô các bạn ơi, cái nút này cái bệ cẩu xoay kìa các bạn ơi. Đây bấm nút này các bạn. Wow, cái bệ cẩu xoay ngược lại kìa các bạn ơi. Wow, rồi bây giờ mình bấm nút này các bạn. Ô các bạn ơi, bấm cái nút này là cái cần cẩu nó đưa lên đưa xuống. Rồi bây giờ mình bấm nút này nha các bạn. Đó, wow, cái bệ cẩu xoay nha các bạn. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bấm thử nút này các bạn. Cái nút này là xe di chuyển nè các bạn ơi. Wow, vậy mình bấm hai nút thử các bạn. Ô, hai nút là xe chạy lùi đó các bạn. Ô, rồi xe chạy tới đó các bạn. Wow, hay nha các bạn ơi. Các bạn ơi. Ôi chiếc xe nó bàn vô cái đống đồ chơi của mình các bạn ơi. Ôi ơi đâu các bạn ơi. Ôi đâu ơi, đừng mà. Ôi các bạn ơi, nó tính tấn công vào những chiếc xe mình kìa. Nó đang tấn công lại chiếc xe trộn bê tông. Ôi đâu không phải các bạn ơi, nó tấn công chiếc xe container của mình kìa. Nó đụng mấy bạn xe cảnh sát đằng kia các bạn ơi. Kìa. Kìa, các bạn thấy ghê chưa? Nhìn nè. Ồ kìa, đó đụng ngã xe chở thú luôn các bạn ơi. Ôi nó ủi mấy chiếc xe của mình kìa các bạn ơi. Ôi đâu các bạn ơi. Wow ghê các bạn ơi. Nè. Ôi đâu. Ôi nó làm ngã luôn các bạn ơi. Trời ơi chiếc xe này nó ghê các bạn. Ôi làm gì các bạn? Ôi no các bạn ơi. Ôi no các bạn ơi. Kìa, nó làm ngã chiếc xe kia mình luôn các bạn ơi. Ôi no ve vô các bạn ơi. Kìa. Nó đụng chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Kìa. No, đừng mà. Ôi nó đụng vô các bạn ơi. Kìa. Oh no, nó đang leo luôn các bạn ơi. Kìa. Rồi nó leo xong bị kẹt các bạn ơi. Ồ chiếc xe này nguy hiểm á các bạn ha. Từ nãy giờ chúng ta đã khám phá được rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Nhưng mà giờ cũng đã đến giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.